Hello xin chào bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Đông. Thì dạo gần đây tôi hay chơi TikTok ấy. Tôi lướt trên bản tin TikTok thì tôi cũng phát hiện ra và được biết đến một cái món ăn rất chi là hot, đang hot nhất Hàn Sáng. À quên, đang hot nhất Hàn Quốc. Cái món ăn này tên gọi là trứng rán bồng bềnh lúng na lúng lính, mà nói chính xác ra là trứng rán bột biển. Tôi xem người ta làm cái món này ở trên YouTube ấy, thấy nó giống y hệt như là một cái bánh phông nan ấy, bánh trứng ấy. Cảm giác nó phồng phồng lên xong rồi nó cứ xốp xốp kiểu gì ấy, nhìn trông ngon cực kỳ luôn. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ làm cái món ăn trứng rán bồng bềnh lúng na lúng lính, gọi chính xác ra là trứng rán bột biển các bạn nhé, để xem hương vị của nó như thế nào, có ngon hay là không, tò mò đấy. Ok, let's go. Tôi đã chuẩn bị 5 quả trứng gà, thì bây giờ tôi sẽ tách lòng đỏ với cả lòng trắng ra riêng các bạn nhé. Lòng trắng sẽ cho vào đây, lòng đỏ sẽ cho vào bát này nhá. Đập mạnh tay quá. Ok các bạn ơi, vậy là tôi đã tách được lòng đỏ này và cả lòng trắng trứng gà ra riêng nhá. Thì bây giờ tôi sẽ xử lý cái phần lòng trắng trước. Bây giờ tôi sẽ cho vào lòng trắng trứng gà là 2 thìa đường các bạn nhá. 2 thìa đường. 1 thìa lẻ. 2 thìa. Ok. Và tiếp theo là sẽ sử dụng cái đánh trứng này để đánh nhá. Tôi xem người ta làm ấy, khi nào chúng ta đánh cái lòng trắng trứng gà này nó kiểu là nó tạo bọt ấy, nó phồng to lên kiểu như là mây ấy thì mới gọi là thành công. Nếu mà nhà ai có máy ấy thì làm rất chi là nhanh, chỉ mất tầm khoảng 2 hoặc tới 3 phút thôi. Còn ai không có máy thì sẽ sử dụng cái này nhá. Đánh tầm khoảng 1500 vòng thôi là sẽ thành công. Ok, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu đánh nhá. Các bạn ơi, vậy là sau tầm khoảng hơn 30 phút cuối cùng là cái lòng trắng trứng gà tôi đã đánh được thành như thế này các bạn nhá. Ui rồi ôi, gãy bố nó tay luôn. Mỏi tay vãi cả trưởng ra. Cái này nhà bạn nào có máy cơ thì làm nó mới nhanh. Chứ đánh tay không như này, ui rồi ôi, gãy tay luôn. Ok, bây giờ tạm thời như thế này thôi nhá. Như này nó tầm ổn thôi, nó chưa đạt đến trình độ đẳng cấp các bạn ạ. Nó phải phồng lên nữa cơ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lòng đỏ trứng gà nhá. Đối với lòng đỏ trứng gà tôi sẽ cho thêm một chút muối các bạn nhá. Cho thêm một chút thôi. Rồi, ok. Và tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng cái đánh trứng này, chúng ta đánh đều lên nhá. Lòng đỏ thì làm nhanh hơn lòng trắng. Ok. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ đổ lòng đỏ sang cái lòng trắng này như các bạn nhé. Đổ lòng đỏ sang bên lòng trắng và chúng ta đảo đều lên nhá. Đánh nhẹ thôi để cho bọt nó thẩm thấu vào. Thấy chưa? Các bạn nhìn thấy bọt bọt chưa? Ok. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ đi chiên nhá. Chúng ta cho thêm một chút dầu nhá. Một chút thôi.
Ok, các bạn cho trứng vào nhá. Trời ơi, đây là trứng sen vọt biển. Các bạn cho nhỏ lửa xuống nhá. Cái này chắc nó nhanh chín thôi. Đấy. Ok các bạn ơi, tôi ngửi thấy mùi thơm rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lật chiếc bánh đi nhá. Dở chiếc bánh này lên. Ôi chà chà. Wow. Ui ngon chưa nè. Trời ơi. Ngon. Trời ơi ngon chưa nè. Con làm cái nào giờ nhỉ? Trời ơi. Tuyệt. Ui. Wow. Wow. Tuyệt vời chưa? Ôi. Ui. Trời ơi, tuyệt vời. Ok các bạn ơi, vậy là trứng của chúng ta đã chín nhá. Thì bây giờ tôi sẽ cho ra đĩa nè. Ngon chưa? Úi trời ơi. Ngon chưa các bạn? Ôi trời ơi, thơm lắm các bạn ơi. Đây chính là thành quả sau hơn 2 tiếng đồng hồ. Ok, không linh tinh luyên thuyên nữa, bây giờ tôi sẽ thử ăn để xem cái cảm giác cái hương vị của nó như thế nào các bạn nhé. Đây à, ngon lắm các bạn ơi. Ok mà các bạn ăn nhá. Ăn nó ngọt ngọt, mặn mặn. Cảm giác giống như hệt như là trứng tráng ấy. Nhưng mà nó khác, nó kiểu gì gì ấy. Nó ngọt này, nó lại mặn này. Gì công nhận là cái hương vị Hàn Quốc Hàn Xéng nó nạ thật các bạn ạ. Nạm nặng miếng nữa cho nó cảm giác vị thật. Mời các bạn nha. Công nhận là nó ăn như trứng ấy. Ngon. Ăn cái mùi vị của trứng này. What? Đây, mời các bạn nhá. Ăn như này cho nhanh. Cứ cắt. Miếng đến tí đã teo ấy. Ngon. Đúng rồi. Các bạn thử làm mà xem, ăn ngon cực luôn ấy. Cái này chúng ta phải dưới cho thêm một chút tương ớt nữa. Hoặc là cái gì nhỉ? Cái gì dạng tương ớt nhưng mà nó màu trắng nhỉ? Cái đấy nó gọi là cái gì nhỉ? Quên mất rồi. Ngon quá.
Các bạn làm ấy, các bạn làm trứng gà nhá, đừng làm trứng vịt tanh lắm. Trứng gà đỡ tanh. Miếng cuối cùng. Hết. 5 quả trứng làm trong tầm khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà ăn trong tầm khoảng 3 phút. Hết 5 quả trứng. Đẹp trai phết. Ok, vậy là cái món trứng rán bồng bềnh lúng na lúng lính, trứng rán bằng biển đã hoàn thành các bạn nhé. Cuối cùng là tôi đã được thưởng thức cái món này, cảm giác là ăn rất chi là ngon luôn. Ăn nó ngọt ngọt này, mặn mặn này, tanh tanh này, ăn như là trứng luôn, ngon cực kỳ luôn. Công nhận là mấy món ăn còn hẳn sáng ăn ngon thật. Mai kia tôi phải tìm hiểu này, tôi học hỏi để tôi làm thật nhiều những món ăn còn hẳn sáng. Trời ơi, nghĩ đến mà thấy ngon vãi trưởng ra. Chứ biết làm món gì mà đã kêu ngon rồi. Ok, có lẽ video của tôi cũng xin dừng lại tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Đừng quên lại cho tôi xin một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ Nguyễn Đông nhé. Bye bye, còn các bạn ở các video tiếp theo.